Hé lộ cuộc sống hiện tại ít ai biết của nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền sau 15 năm lăn lộn ở xứ người. Nghệ sĩ Ngọc Huyền vừa được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam sau 15 năm định cư ở Mỹ. Nghe tin này, tự nhiên em cảm thấy vui trong lòng. Ngày xưa, em rất mê giọng hát của chị, đến nỗi chị ra băng đĩa nào là em đều tìm mua cho được. Trong nhà dán đầy hình của chị, hình đó đến giờ em vẫn giữ đấy. Em biết cải lương là vì tình cờ nghe Ngọc Huyền hát. Ngày xưa chỉ được xem qua TV các tuần chị đóng, chứ chưa xem trực tiếp lần nào vì ở xa. Cứ đến tối thứ bảy là lại ngồi chờ đến cải lương có chị Huyền hát. Hôm nào không có chị thì lại thấy buồn buồn, em nhớ như in hàng loạt vai diễn gắn liền với tên tuổi chị. Và cũng không ai có thể thay thế được chị như Phi Dao, Ngọc Hân, Tây Thi, Bạch Diễm Sương. Giọng hát của chị mới ngọt ngào làm sao, trong trẻo như tiếng chim sơn ca. Em yêu nhất là mái tóc đen dài và hai lúm đồng tiền rất duyên của chị. Đến giờ sau mười mấy năm, chị vẫn giữ được nét đẹp của ngày xưa, thậm chí có phần sắc sảo cuốn hút hơn. Thời trước, Ngọc Huyền từng là nghệ sĩ xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa trong nước. Đến mức được gọi là nữ hoàng Chi Bảo Video, chị cũng là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương, được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001. Em còn nhớ năm 2002, ở nhà hát Hòa Bình, Ngọc Huyền có làm live show Mãi Mãi Ước Mơ, một live show đầu tiên của sân khấu cải lương vô cùng hoành tráng và ấn tượng khi đem cả voi lên sân khấu, thu hút hơn 5.000 khán giả tham dự. Nhưng em thích nhất là vở cải lương Ngọc Huyền kết hợp với Vũ Linh. Nói không hoa, thời thập niên 90, trên sân khấu miền Nam, Vũ Linh Ngọc Huyền là cặp đôi số 1, đơn cử là vở cải lương Giang Sơn Mỹ Nhân, từng làm mưa làm gió trên sân khấu một thời gian dài. Em xem đi xem lại vở này bao lần mà cũng không thấy chán. Nhân vật Tây Thi và Phù Sai của Ngọc Huyền và Vũ Linh diễn quá xuất sắc, các thế hệ nghệ sĩ đóng sau cũng không bằng được. Hy vọng lần trở lại này, Ngọc Huyền sẽ lại được song kiếm hợp bích cùng Vũ Linh để thỏa lòng người hâm mộ. Nói thêm về nghệ sĩ tài năng này, tên đầy đủ của chị là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Chị đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như 2 huy chương vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng Trần Hữu Trang, diễn viên được yêu thích nhất giải Mai Vàng. Giữa năm 2002, sau thời gian sang Mỹ biểu diễn bằng con đường du lịch, Ngọc Huyền ở lại và lập gia đình với con trai của danh ca Thanh Tuyền. Ngọc Huyền nổi tiếng cư xử khôn khéo nên cô rất được lòng gia đình chồng. Hơn nữa, cả mẹ chồng và con dâu cũng làm nghệ thuật nên mối quan hệ của hai mẹ con khá thân thiết. Ngọc Huyền may mắn khi có một gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con. Chồng chị là một quân nhân, với sự hậu thuẫn kinh tế vững chắc của nhà chồng, Ngọc Huyền yên tâm chạy show ở các chương trình và các trung tâm ca nhạc ở hải ngoại, chỉ còn tổ chức được 2 live show riêng cho bản thân ở Mỹ. Ngọc Huyền có cuộc sống viên mãn bên gia đình. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền ăn mặc giản dị khi chụp ảnh gần ngôi nhà của mình tại bang California của Mỹ. Hình ảnh hai mẹ con Ngọc Huyền vui vẻ và hạnh phúc. Dù sống ở Mỹ, nhưng Ngọc Huyền vẫn rất hay đi chùa vì có theo đạo Phật. Ngoài thời gian đi hát, Ngọc Huyền chăm sóc hai con và thường xuyên làm từ thiện, thỉnh thoảng chỉ về Việt Nam thăm gia đình mình. Mỗi năm Ngọc Huyền đều về nước làm từ thiện và thăm người thân. Đến năm 2016, Ngọc Huyền từng được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép làm giám khảo cuộc thi danh ca vọng cổ. Trong lần trở về Việt Nam này, nghệ sĩ Ngọc Huyền được cấp phép để biểu diễn trong đêm nhạc mang tên Trăm Nhớ Ngàn Thương sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 10 ở một phòng trà. Ngoài biểu diễn, chị còn tâm sự về cuộc sống, công việc ở Mỹ thời gian qua. Gần đây, Ngọc Huyền đã chính thức được cấp phép biểu diễn ngay trên đất mẹ sau hơn 15 năm nơi xứ người. Hy vọng chị sẽ xuất hiện thật nhiều trong các chương trình sân khấu trên các đài truyền hình để thỏa lòng khán giả ở xa và sẽ tỏa sáng nhất như đã từng tỏa sáng. Minh Hằng tự nhốt mình, gào khóc và tuyệt thực khi đồng nghiệp quay lưng. Trong talk show với Trấn Thành, cô trải lòng về khoảng thời gian khó khăn. Làm khách mời trong tập 3 chương trình Chuyện Tối Nay với Thành, Minh Hằng đã trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và cả đời sống tình cảm cá nhân. Khi nói về trường hợp, khi bị một ai đó quay lưng với mình, nữ ca sĩ cho biết cô từng bị quay lưng và nếm những đau khổ ấy rồi. Nhắc lại khoảng thời gian đó, cô thừa nhận mình đã rơi rất nhiều nước mắt, thậm chí tự nhốt trong phòng gào khóc điên cuồng và không ăn uống. Trong mắt khán giả, Minh Hằng là một cô gái thành đạt, xinh đẹp, tài giỏi. Hiện nay cô đã có nhà rộng, xe cộ, tên tuổi, mọi thứ mình muốn. Khi Trấn Thành cho rằng Minh Hằng gặp may mắn, cô phản pháo. Tôi nghĩ nếu như lần đầu tiên thành công thì là do may mắn.
Nhưng để giữ được tất cả mọi thứ đang thuộc về mình trong thời gian dài thì cần sự nỗ lực rất nhiều. Trong mỗi một công việc, bạn phải luôn vận động sáng tạo để mình có một vị trí vững chắc, bởi vốn dĩ công việc làm nghệ thuật vốn không phải dễ dàng. Nổi tiếng từ lúc còn là cô bé 16 tuổi, Minh Hằng đã chịu nhiều áp lực. Đôi lúc cô bị mất phương hướng và đánh mất cả bản tính vốn có của mình. Trải qua nhiều khó khăn, cô càng trưởng thành và tất cả những điều đó lại trở thành kinh nghiệm quý báu. Trước quan điểm người đàn ông sẽ khó giữ chân được, những cô gái đẹp và giỏi, Minh Hằng chia sẻ. Tôi lại thấy như vậy càng hấp dẫn, nếu người đàn ông nghĩ rằng người phụ nữ luôn bên cạnh, luôn ở đó đợi mình, thì người đàn ông đó sẽ bớt đi sự trân trọng đối với phụ nữ. Khi đàn ông luôn nỗ lực vì cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, phải chinh phục thì tôi nghĩ tình yêu đó mới càng hấp dẫn và thú vị. Cũng trong buổi trò chuyện với Chấn Thành, Minh Hằng thẳng thắn nói về mẫu đàn ông lý tưởng. Cô kể từ bé, cô đã ước mơ về người đàn ông của mình, tài hoa như Nhất Trí, lãng mạn và có duyên như Chấn Thành. Nhưng càng lớn thì càng tiêu chuẩn đó càng phai dần. Cô chỉ cần một người đàn ông điềm tĩnh và vững chãi. Mai Ngô khóc nức nở, vạch trần chuyện bị Phạm Hương gài bẫy ám chỉ bị Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 lợi dụng. Lời tiết lộ của Mai Ngô về sự thật đằng sau xích mích với Phạm Hương tại Hoa hậu Hoàng vũ 2017 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả sau cuộc thi The Face 2016, Mai Ngô bất ngờ đăng ký thi Hoa hậu Hoàng vũ 2017 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận. Tuy nhiên, cuộc thi diễn ra chưa được bao lâu thì Mai Ngô lại vướng phải lùm xùm không đáng có vì những phát ngôn cũng như cách hành xử tự tin thái quá, coi thường giám khảo của mình. Không chỉ thế, cô nàng còn gây bất ngờ khi tự mình viết đơn xin rút lui khỏi cuộc thi, khiến nhiều người tò mò nguyên nhân nào đã khiến Mai Ngô làm như vậy. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì mới đây, Mai Ngô đã bất ngờ tiết lộ nguyên nhân chính khiến mình phải chủ động viết đơn xin rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2017, cũng như tố ban tổ chức đã gài bẫy mình. Trước cuộc phỏng vấn với Danh, khi được hỏi về những thông tin cho rằng Mai Ngô đã vi phạm nội quy cuộc thi, người đẹp sinh năm 1995 đã chia sẻ rằng, câu chuyện như thế này, trước ngày vào nhà chung, Mai Ngô có xin phép ban tổ chức cuộc thi, cho phép mình vắng mặt trong một khoảng thời gian vì có công việc riêng đã ký kết trước đó, và đã được ban tổ chức chấp thuận. Nhưng đến thời gian mình cần phải đi thì không may mắn thi chưa xong, Mai đã rất cố gắng giải thích với ban tổ chức để có thể rời khỏi nhà chung và đến điểm hẹn vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của Mai. Sau đó Mai rời đi khỏi hiện trường khi đã hoàn thành xong thử thách của mình thì nhận được thông tin từ các thành viên khác là hot Phạm Hương nổi giận và muốn loại Mai khỏi chương trình. Lúc đó Mai vẫn không hiểu việc làm của mình có ảnh hưởng gì đến chương trình hay hot Phạm Hương hay không nữa. Trước những thắc mắc, Mai đã viết đơn trình bày nhưng vẫn không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ ban tổ chức. Bên cạnh đó, Mai Ngô cũng có nói rõ về tin đồn xích mích với Phạm Hương trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2017. Mai Ngô bật khóc chia sẻ, những gì tất cả mọi người thấy trên truyền hình chỉ là một mặt của toàn bộ câu chuyện. Thật ra câu chuyện Mai trả lời với Phạm Hương, em cũng không biết nói gì nữa, đã bị cắt ghép. Sự thật là trong phần thi thử thách đội sách lên đầu, Mai thấy các thí sinh khá khó khăn để hoàn thành tốt phần thi, nên Mai có xin phép hot Phạm Hương ra ngoài tập luyện. Tuy nhiên sau hơn 20 phút, Phạm Hương lại gọi Mai vào và chất vấn, Mai cũng không thể hiểu câu chuyện đang diễn ra như thế nào. Mai thực sự bị động trong các tình huống như vậy. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được toàn bộ câu chuyện được diễn ra như thế nào. Hy vọng khi mà khán giả nghe được những lời tâm tư của Mai sẽ hiểu hơn cho những thái độ và thông cảm cho Mai. Theo Mai Ngô, cô đã xin phép Phạm Hương ra ngoài tập luyện nhưng không hiểu lý do vì sao sau đó lại bị Phạm Hương gọi vào chất vấn. Mai Ngô cũng tiết lộ rằng tất cả xảy ra trên truyền hình đã bị ban tổ chức biên tập chỉnh sửa cắt ghép và đó chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi. Ngoài ra, khi được hỏi về việc Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh 2008 cho rằng thái độ của mình là vô văn hóa, Mai Ngô thành thật lên tiếng. Thực ra việc ai có lên tiếng hay chưa hiểu Mai thì mình cũng không quan tâm. Việc chị Linh hay bất cứ ai nghĩ rằng thái độ của Mai là không phải phép thì Mai chỉ hy vọng sau buổi trò chuyện thẳng thắn, khán giả sẽ có cái nhìn khác về Mai, về những câu chuyện không hay những ngày qua. Đơn xin dừng cuộc thi của Mai Ngô, trong đó kể về nhiều điều trong cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2017. Trong đây, Mai Ngô trình bày hết các quan điểm của mình, cũng như bức xúc vì bản thân bị kỷ luật một cách vô lý. Một loạt tội của ban tổ chức được nêu tên như không có trước lịch trình, ăn uống không đúng giờ, đột ngột đưa ra các bản cam kết rồi bắt ký.
Cô còn cam đoan mọi lời nói đều là sự thật, đơn được ký ngày 25 tháng 9 vừa qua. Vũ Thu Phương khẳng định từng bị ông trùm Hollywood quấy rối tình dục. Vũ Thu Phương kể năm 2008, khi phim Thượng Hải ra mắt tại Mỹ, cô bị nhà sản xuất Harvey mời đến phòng khách sạn và gạ gẫm dạy cho cách đóng cảnh nóng. Trong một chia sẻ rất dài trên trang cá nhân rạng sáng ngày 13 tháng 10, người mẫu diễn viên Vũ Thu Phương tiết lộ thông tin gây kinh ngạc. Cô cho biết đã bị nhà sản xuất lừng danh Harvey quấy rối vào năm 2008. Sau khi ông trùm Hollywood đến thành phố Hồ Chí Minh, chọn ba diễn viên Việt Nam đóng vai phụ trong Shanghai, Thượng Hải. Mở đầu chia sẻ của mình, Vũ Thu Phương bày tỏ cảm nghĩ khi nghe tin về vụ bê bối lạm dụng tình dục suốt 30 năm. Của Harvey ở Hollywood một tuần qua, cảm xúc hỗn độn không biết là vui hay buồn. Tôi đã từng rất tôn trọng và quý mến ông bởi tôi thấy cách ông làm việc, cách ông vận hành bộ máy, cách ông tạo nên những tượng vàng Oscar và bởi cách ông đối xử với tôi, cô viết. Và nữ diễn viên khẳng định, nhưng vâng tôi cũng là nạn nhân, một nạn nhân câm nín 9 năm nay. Theo Vũ Thu Phương, năm 2008, cô được Harvey mời sang Thượng Hải, Trung Quốc đóng vai thứ 9 cho bộ phim Shanghai có Củng Lợi và John Crossett đóng vai chính. Mặc dù vậy, trong quá trình quay và làm hậu kỳ, vai của Vũ Thu Phương đã bị rút gọn đi, chỉ còn 2 giây lướt qua màn hình. Trong vai trò điệp viên cùng với Lý Nhã Kỳ, nên nữ diễn viên cảm thấy thất vọng và tủi nhục. Sau lễ ra mắt phim ở Los Angeles của Mỹ, nữ diễn viên định quay về Việt Nam thì được ông trùm Harvey thuyết phục ở lại tham gia các lễ ra mắt phim tại New York, London sau đó. Ông hứa hẹn sẽ giúp cô có được hợp đồng đóng phim ở London. Sau đó, Vũ Thu Phương được ông mời đến họp cùng ông ta tại khách sạn nơi ông ta ở, với lý do sáng hôm sau ông phải đi Anh nên cần tranh thủ họp đêm. Nữ diễn viên kể cực kỳ chi tiết về cuộc họp này. Tôi ngồi chờ một mình mà trong lòng khá là hồi hộp vì không biết phim mới sẽ như thế nào. Tôi lướt qua vài cuốn sách, khi nghe tiếng tằng hắn giọng tôi ngẩng mặt lên. Mọi thứ xa xầm lại khi tôi thấy ngài Harvey chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đang đứng cười nhìn tôi. Trong khi tôi còn đang nóng bừng bừng bối rối, ông hỏi cô đã sẵn sàng để bước vào Hollywood. Cô kể tiếp, tôi còn chưa kịp trả lời bởi miệng còn đang cảm thấy đắng ngắt thì ông lại tiếp, cô có sẵn sàng đóng một vài cảnh nóng. Phim mới sẽ có một số ít cảnh nóng đó và tôi nghĩ tôi cần dạy cô một chút. Yên tâm đi, bất cứ ai dù ngôi sao A hay C hay rất nhiều người khác cũng đều từng trải qua chuyện này. Hãy coi như đây là kinh nghiệm cần có để cô có chỗ dựa vững chắc hơn sau này. Không trải qua những chuyện này cô sẽ rất khó thành danh. Khi nghe những lời đó, Vũ Thu Phương thừa nhận, mọi thứ trong tôi sụp đổ. Cái điều tôi lo sợ cũng đến. Cô trả lời, xin lỗi ông, tôi nghĩ Hollywood không phải là nơi dành cho tôi. Tôi có được phép về phòng của mình không? Tôi nghĩ chuyện này người khác biết sẽ không tốt đẹp gì cho cả tôi và ông. Cô mô tả hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ, chân tay run bần bật, phải bấm tay vào tay kia cho bớt run, đầu óc cố nghĩ minh mẫn. Cô nghĩ, thực sự lúc này ông ấy có hiếp hay giết tôi, liệu có ai biết và can thiệp hay không? Cảm giác thực sự vô cùng kinh khủng. Đầu tôi căng ra, tôi cảm giác các dây thần kinh có thể đứt ra ngay lập tức. Nhưng Vũ Thu Phương cho biết, ông ấy không tiếp tục cưỡng ép cô mà nói, tôi không ép, cô có thể về phòng và hãy cứ suy nghĩ, chúng ta có thể ký hợp đồng phim tiếp theo tại London. Trở về phòng, Vũ Thu Phương lập tức quyết định sáng hôm sau sẽ bay về Việt Nam. Ngày hôm sau, cô ăn một bữa sáng điển hình của New York, như trong phim. Và từ biệt giấc mơ Hollywood, Vũ Thu Phương sinh năm 1985, là người mẫu và diễn viên điện ảnh. Cô từng là đại diện của hãng phim tại Việt Nam, từng là người mẫu thành công trong làng thời trang Việt. Cô lấn sân sang phim ảnh và một số phim như Võ Lâm Truyền Kỳ 2007, Chuyện Tình Công Ty Quảng Cáo, Cô Nàng Bất Đắc Dĩ, Thượng Hải, Giao Lộ Định Mệnh, Hoàng Tử Ăn Mày, Khát Vọng Thượng Lưu. Hiện cô là chủ một số thương hiệu thời trang và kinh doanh ẩm thực tại thành phố Hồ Chí Minh. Phim Thượng Hải được quay năm 2008, ra mắt tại Trung Quốc năm 2010, nhưng bị hoãn ra mắt tại đến năm 2015. Phim do Harvey làm giám đốc sản xuất, có sự góp mặt của các ngôi sao Củng Lợi, George, Châu Nhuận Phát. Phía Việt Nam có Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương tham gia đóng hai vai, nhưng chỉ lướt qua màn hình trong 2 giây. Năm 2010, thông tin này gây xôn xao dư luận vì trước đó hai nữ diễn viên đã quảng bá việc đóng Thượng Hải khá rầm rộ. Scandal lạm dụng tình dục ở Hollywood của Harvey, hơn 20 nạn nhân đã lên tiếng hôm ngày 6 tháng 10. Báo New York Times công bố bài điều tra chấn động về việc ông trùm điện ảnh quyền lực Harvey, chủ hãng phim, từng lạm dụng tình dục rất nhiều nữ diễn viên ở Hollywood trong suốt 30 năm qua. Hôm ngày 8 tháng 10,
The Western Company quyết định sa thải nhà sáng lập bê bối này. Hôm ngày 10 tháng 10, New York tiếp tục tung ra bài điều tra nhiều cáo buộc về hành hung tình dục của Harvey, bao gồm cả quan hệ tình dục bằng miệng và âm đạo. Đến nay, đã có hơn 20 nữ diễn viên, người mẫu ở Hollywood tuyên bố từng bị ông ta lạm dụng tình dục.